Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bà cô chú anh chị cũng như là quý bà con Phật tử xa gần có một ngày mới, ngày 2 tháng 11 có nhiều niềm vui, hạnh phúc, bình an bên gia đình và người thân của mình. Mong là tất cả quý khán giả khi mà có xem video hãy vui lòng ủng hộ cho Hải một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thì trong đoạn clip thì tất cả khán giả mình cũng vừa xem qua một cái đoạn ngắn là hôm nay thì chúng ta cũng không có thấy được thầy đi khất thực bên ngoài, nhưng mà từ xa thì mình cũng thấy được là có nhiều đoạn clip đã quay lại cái cảnh thầy ở gần bờ hồ đó cả nhà. Thì thầy cũng đi tới lui ở đó, và cái khung cảnh mà tất cả khán giả mình đang xem ngày hôm nay phải nói là một trong những cái khung cảnh mà rất là đông bà con người ta đến trước cổng công ty Thiền Định Tuệ nè, và đến thời điểm trưa đó thì vẫn còn đông bà con ở đó. Vào cái thời điểm sáng đó cả nhà, khi mà mới bắt đầu chuẩn bị á, thầy chưa đi đó thì bà con người ta đã kéo về rất là đông, kéo đến thẳng ngay trước cổng mà cái đường ra vào, mà thậm chí có nhiều người khuyên là thôi bây giờ phải đi ra đứng ở bên đường chứ đừng có đứng đông như thế này thầy không có ra được, nhưng mà bà con người ta cũng vẫn đứng như thế, hàng ngàn người người ta cứ liên tục ta kéo lên phía trước công ty với cả nhà. Cho nên như thế thì làm sao mà thầy có thể ra được. Với lại đặc biệt là lại có thêm một cái nguyên nhân của một cái người phụ nữ nào đó đến quấy rối hồi lúc sáng, la sùm ở đó nữa, làm mất cái trật tự nữa. Thôi bây giờ trước tiên hãy để mà cho tất cả khán giả mình xem lại một cái đoạn ngắn hình ảnh của thầy xuất hiện trong cái ngày hai hôm nay nha. Hôm nay mình không thấy thầy đi khất thực thì cũng có thể ngắm được cái hình ảnh của thầy ở đây. Nó sẽ hơi mờ một tí ở đây. Có thể xem và ngắm thầy từ xa đó đó, trên hình ảnh thì cả nhà cũng thấy đó à, hình ảnh được ghi lại của thầy trong buổi trưa ngày hôm nay nha cả nhà. Đây thầy cũng đang đi ngang cái bờ hồ đó cả nhà, đó là hình ảnh của thầy được cập nhật lại trong buổi sáng ngày 2 tháng 11 hôm nay rồi. Đó, một đoạn ngắn như vậy thôi cả nhà. À, một cái đoạn ngắn về hình ảnh của thầy được zoom lại từ xa. Khoảng cách là một cái bờ hồ và nó rất là xa. À, dù sao thì tất cả khán giả mình cũng nhìn thấy được cái hình ảnh của thầy rồi. Đó, một cái bờ hồ rất là xa như thế này zoom đến đấy cả nhà. Cho nên nhìn nó không có được rõ hơn. Thì cả nhà cũng đã nhìn thấy được cái hình ảnh xa xa thấp thoáng của thầy. Thì dù sao thấy được cái tình hình của thầy vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an là mình cũng an tâm rồi hả cô chú anh chị? Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói là quá là đông hết cả nhà, đông hết sức là đông người tiến về cái khu vực mà công ty để mà gặp được đảnh lễ. Nhưng mà hôm nay thì hầu như là thấy hơi mất tập trung nhiều cho nên là thầy cũng không có xuất hiện, đó chỉ là một phần thôi. Còn cái phần yếu tố quan trọng nhất đó chính là cái người phụ nữ lạ mặt nào đó mà lại xuất hiện ở đó rồi la rồi làm, nói chung là tạo nên một cái cảm giác là tạo nên một cái khung cảnh gọi là bị mất trật tự. Thì thứ nhất làm như vậy thầy không đi được, rồi lực lượng chức năng người ta sẽ vào cuộc các thứ vân vân. Thì Hải cũng được nghe thông tin là cái người đó đã được cơ quan người ta giữ lại rồi đó. Thì thông qua cái đoạn chia sẻ của một vị khán giả khi mà trực tiếp có mặt ở đó chia sẻ này, cả nhà mình cùng nghe thử nha. Có người thuê này thì này là có người thuê này, có người ấy thì cục diện ba tăng nó lại sáng luôn lúc này nói chung là thầy xưa đi các thực có một xíu mà mình nhìn con họ của mình đứng kia không đòn để đúng xếp hàng đàng hoàng con đường đàng hoàng đâu có thấy hình như có mình vẽ chạy lên đây à? Hình như có một mình vẽ chạy lên đây. Không nói nhiều là cũng phải không nói một mình. Cái hộp quá. Phải là chụp hơi. Mình phải đứng phải làm cái gì. Không biết. Dạ đó, tất cả quý khán giả mình cũng vừa nghe cái chị đó chia sẻ đó là không chỉ có một mình hay cả nhà, là cái chị đó, cái cô đó không biết là cái người ở đâu mà chạy chiếc xe tới sau đó rồi la hó rồi nằm dạ đó không chịu đi, tạo nên một cái khung cảnh mất trật tự đó. Thì thầy hôm nay thầy cũng không có ra được, với lại phần thứ hai nữa là đông bà con Phật tử
tiến đến trước cổng đông như thế này nè, nó không còn cái khoảng trống, nó đông quá đi thì làm cho sự mất trật tự nó cũng dễ xảy ra, cho nên thầy hôm nay thầy cũng không có đi. Thì qua cái câu chuyện mà chứng kiến ngày hôm nay, mình cũng thấy là trước chưa gì hết, chỉ mới có cái ngày thứ nhất mà ngày thứ hai đã xảy ra cái câu chuyện một người phụ nữ lạ mặt đến chỗ của thầy mà chuẩn bị đi khất thực để mà la là mất trật tự rồi nằm vạ, phải nhờ đến công an người ta đến người ta đưa về người ta giữ lại thì mới an tâm được đó cả nhà. Cho nên cả nhà cũng thấy là không chỉ riêng những cái người mà bên những cái người tu sai, mà thậm chí là những cái thế lực xuyên tạc chống phá người ta cũng đang âm thầm len lỏi vào trong từng cái người hô là ủng hộ thầy và đi đến để mà đảnh lễ thầy như thế này nè, để mà trà trộn vào làm những cái chuyện gọi là chia rẽ và xuyên tạc chống đối đó cả nhà. Cho nên tất cả bà con khán giả mình khi mà ở đó cũng hết sức là cẩn trọng trước những cái thành phần trên. Hôm qua thì cả nhà cũng đã nghe, tại vì hơi tối hôm qua là Hải đã nghe rồi, nhưng mà do Hải mệt quá cả nhà không có làm clip được, chứ lại Hải cũng không muốn đem cái câu nói của cái bà giám đốc đó đưa lên trên đây cho cả nhà nghe. Hãy cảm thấy nó không có đáng để được khán giả của Hải nghe những cái từ ngữ đó, tại vì khán giả của Hải là những đa số là bà con, là những cái người Phật tử, những người mà muốn có một cái năng lượng tích cực thoải mái, và những người muốn có một cái ngày mới, một cái sự hoan hỷ, một cái sự thuận lợi mọi việc. Còn cái ngôn từ của bà ta khi mà hãy xem vào tối đêm qua đó, vô tình hãy lướt hãy thấy thôi, chứ không phải hãy tìm kiếm, ít khi nào hãy tìm kiếm những cái đó lắm cô chú anh chị. Hãy vô tình hãy lướt và hãy thấy được cái đoạn clip bà ta nói thẳng tên ra luôn, và nói rất là dài và nói những cái câu rất là nặng nề, chỉ đích danh thầy Minh Tuệ. Thì hãy nghe như vậy. Nhưng mà thì qua cái câu chuyện đó thì cả nhà cũng thấy rồi, quả báo gọi là nhân quả cả nhà, nó đến rất là sớm và nó cũng chẳng chừa một ai. Một người như là cái ông mà sư mà tu sai mà có cái bằng thạc sĩ tiến sĩ gì đó, chỉ có ba chữ thằng ba trợn thôi là nghiệp tái liền. Bà này á thì chỉ mới nói những cái câu đầu tiên mà đầu quốc này hay là sai nọ thì lập tức đã bị nhiều người người ta chỉ trích rồi. Rồi hôm nay phát ngôn ra câu này là coi như là xong rồi cả nhà, là tất cả những cái gì đã gây dựng, những cái gì đó dù cho đã giúp nhiều người và giúp đời đi chăng nữa, thì đi có một cái sự đố kỵ với lại một cái vị sư, một cái vị chân tu, trong khi buông bỏ không có gì hết mà đi trách cứ và đi trách vào để làm cái gì, thì nói chung là đã thua rồi cả nhà, thua rất nhiều. Thua rất nhiều khi mình là một doanh nghiệp, mình là một người doanh nhân gì đó, một cái người gọi là có quá nhiều tài sản rồi, có địa vị gì đó trong xã hội vân vân, mà là đi chia sẻ và nói về về cái câu chuyện của một vị chân tu, một cái người mà buông bỏ tất cả mọi thứ chỉ để đi cầu cầu đạo. Bởi vì thế mới nói hai cô chú anh chị là trong cuộc sống này nó muôn vẻ và nó muôn màu dữ lắm, mình không biết đường đâu mà lần. Đôi khi con người được cái này, nhưng mà nhiều khi người ta là chưa thỏa mãn cái này, người ta còn vì lợi, người ta còn vì danh. Có thể bà ta đã có lợi rồi nhưng mà ta muốn càng danh tiếng nhiều hơn không chừng, cho nên lại làm vậy. Nhưng mà làm cái danh đó thì rốt cuộc nó không có gì, mà lại còn lại bị ngược lại, bị chỉ trích nặng nề hơn. Khán giả mình cũng đừng rủa hay đừng chửi làm gì mất công, mang cái nghiệp của mình thôi. Như tất cả những cái điều đó thì tự động xã hội và tự động mọi người sẽ nhìn nhận và sẽ đánh giá, và tự động người ta sẽ quay lưng và lại với bà ta thôi, mình không cần phải nói nhiều hết cả nhà. Chỉ chủ yếu bây giờ là tất cả khán giả bà con Phật tử mình cứ hoan hỷ với những hình ảnh của thầy Minh Tuệ ở tại Gia Lai. Cứ mỗi ngày nếu mà thầy có đi khất thực thì hữu duyên chúng ta có được những cái hình ảnh đẹp của thầy. Thầy không đi khất thực thì hôm nay trưa nay mình vẫn có được cái hình ảnh của thầy như trên cái đoạn clip mà khán giả mình hiện đang xem. Đúng không ạ? Để mỗi ngày hãy với tất cả bà con mình cũng có thể nhìn thấy thầy Minh Tuệ, có thể đảnh lễ thầy từ xa, có thể đón một năng lượng mới, một năng lượng tích cực, sự an lạc trong người. Một ngày để sống trọn vẹn hơn. Đúng không cả nhà?
Còn tất cả những cái chuyện sân si gì đó thì thôi, thôi cứ để cho ai mạnh thì cứ sân si, ai muốn sân gì đó sân, mình cứ đón năng lượng tích cực, hãy với bà con mình cứ chào đón gì đó những cái ngày mới, đón tin tức hình ảnh mới của thầy, đón hình ảnh của thầy đi khắc thực, gieo duyên với mọi người, hoan hỷ với bà con, như vậy là vui rồi. Thôi thì đoạn clip phải xin cập nhật đến đây, cũng muốn chia sẻ cho khán giả mình về cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ trong buổi trưa ngày 2 tháng 11 hôm nay. Thì hãy hy vọng rằng là trong sáng ngày mai ngày 3 Tây, bà con Phật tử khán giả thập phương á, có đến đảnh lễ với thầy, thì cố gắng làm sao hạn chế được cái sự mất trật tự, sự tập trung đông như sáng nay á, để mà có thể thấy thầy đi khắc thực gieo duyên với bà con. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn có nhiều niềm vui, mạnh khỏe, bình an, và mong rằng tất cả quý vị ngày mai khi mà ai có đến Gia Lai thì sẽ hữu duyên được gặp thầy. Hãy mến chào tất cả quý vị nha. Chào tất cả quý vị. Hẹn quý vị ở một cái đoạn clip sau.